Chương 5. Kết nối tới Red Hat Enterprise nút 9. Chúng ta có hai chủ đề cần quan tâm, đó là làm việc trên cái máy những cái cửa sổ console của máy hiện tại chúng ta đang làm đây. Cái thứ hai là sử dụng kết nối đến SSH từ ngoài vào. Thì chủ đề học của cái kỳ thi bao gồm là truy cập sử dụng SSH truy cập vào máy từ xa, truy cập rồi đổi người dùng trong cái khởi động multi user target, boot reboot rồi shutdown, rồi secure chuyển đổi file an toàn, thiết lập một cái KV. Nếu bạn đã chúng ta đã học cách để truy cập vào Linux từ màn hình đồ họa, chương này chúng ta học một số khác để truy cập vào cái shell của Linux. Bắt đầu làm việc, chúng ta cần học cách làm việc từ máy chủ hiện tại, từ SQL Shell truy cập an toàn. Chúng ta cũng học cách để tiến hành một số tác vụ cơ bản từ môi trường đó. Bỏ qua cái này. Đầu tiên làm việc trên máy local console, chúng ta đã học cách để truy cập vào một máy chủ Linux sử dụng bộ mảnh đồ họa. Trong mục này chúng ta sẽ làm việc một từ đồ họa, hai từ một cái hệ thống truy cập dựa vào text. Trước khi vào cụ thể hơn, chúng ta cần phải làm hiểu rõ sự khác biệt giữa console và terminal. Trong cuốn sách này chúng ta sẽ theo một cách giải thích đơn giản. Nói chung chung, console cũng như môi trường mà người dùng sẽ quan tâm đến. Nghĩa là console đơn giản là những cái gì bạn thấy trên màn hình gọi là console. Một terminal là một môi trường mà đã được mở trên cái console đó và cung cấp truy cập tới một cái shell không có đồ họa, ví dụ như bash shell. Và điều này nó sẽ sử dụng đến một cái môi trường là có lệnh thôi. Một cái terminal có thể được cung cấp thông qua một cái cửa sổ sử dụng cái console đồ họa console, hoặc là có thể mở ở trên duy nhất một cái text console. Chúng ta có thể mở nó thông qua một cái môi trường kết nối từ xa như SSH. Điều đó có nghĩa là trong môi trường dùng có text, có ký tự thôi ấy, thì cái từ console hay terminal tương đối gần đại khái cũng gần như nhau. Còn trong môi trường đồ họa thì nó khác. Chúng ta có thể mở nhiều terminal trên một console, nhưng chúng ta không thể có nhiều console mở cùng một terminal. Thế là lúc truy cập vào một local console, nó ngắn thẳng ra thì có hai cách để chúng ta có thể kết cận với Linux server. Đôi khi chúng ta chỉ cần ngồi tại cái máy Linux và tương tác thông qua truy cập trực tiếp thôi. Nhưng mà khác, chúng ta truy cập từ xa. Phần thứ hai này thì của chương này sẽ tập trung vào là truy cập từ xa. Trong mục này chúng ta học cách truy cập vào máy chủ tại trên máy chủ chính luôn. Nếu máy chủ server Linux được khởi động với môi trường đồ họa hoặc gọi là graphic của target, chúng ta thấy một cái truy cập mà đồ họa hiện lên, chúng ta đăng ghi gõ vào mật khẩu của người dùng. Rất nhiều máy chủ server không cung cấp một cái môi trường đồ họa mà nó chỉ cung cấp môi trường chỉ có gõ chữ rồi thôi. Như này, để truy cập vào môi trường chỉ có gõ ký tự thôi, chúng ta cần phải biết rằng là cái tài khoản nào chúng ta sẽ dùng. Nếu như cài đặt thì là cái tài khoản không hạn chế, nhất là root, nhưng ở trong cái tài khoản này
thì không nên dùng thường xuyên. Người dùng root không có hạn chế nào truy cập đến hệ thống, do đó thì sẽ tạo ra nhiều cái mối nguy hại cho hệ thống. Một lỗi lầm nhỏ có thể dẫn đến một tai họa lớn. Trên những phiên bản cũ của Red Hat thì tài khoản root được thiết lập một cách mặc định. Trong Red Hat 9 chúng ta có thể chỉ ra điều đó khi cài đặt. Liệu cái khoản root có mật khẩu hay không? Nếu là khoản root không có mật khẩu thì chúng ta chỉ có thể truy cập vào với một tài khoản người dùng admin, và người dùng đó là chỉ có quyền root khi họ chạy lệnh sudo. Nếu người dùng root được bật, chúng ta không nên dùng nó. Thông thường, tốt nhất là truy cập vào như một người dùng được định nghĩa bình thông thường, và có nhiều lý do là việc đó. Dưới đây hãy kể một số. Nhất, truy cập cách này sẽ khiến chúng ta khó tạo những lỗi nguy hiểm hơn. Trong nhiều trường hợp, chúng ta không cần quyền root thực hiện những việc ta cần làm. Nếu chúng ta chỉ truy cập vào như một người dùng thông thường, không phải root, thì nó sẽ khiến kẻ tấn công phải suy đoán hai thứ: tên của cái người dùng đặc biệt có quyền sudo và mật khẩu người đó. Nếu chúng ta không cần truy cập root thì chúng ta có thể dùng sudo chữ y trên thông qua cái môi trường người dùng hiện tại và để mở quyền root. Chú ý rằng chúng ta chỉ được làm điều đó khi chúng ta có quyền sudo. Nếu chúng ta có thể gõ tên cái người dùng cũng như mật khẩu hiện tại để sử dụng lệnh này. Nếu chúng ta biết mật khẩu root thì lệnh su trừ sẽ mở ra cái shell của root. Câu lệnh này sẽ yêu cầu nhập một cái tài khoản của root và chúng ta có thể làm việc với nó cho đến khi nó có exit. Chú ý rằng sudo trừ y chỉ làm việc với những chỉ làm việc cho những cái user có quyền mà không yêu cầu người dùng phải nhập quyền root, và lý do đó được coi là an toàn hơn nhiều so với sử dụng quyền root cùng với việc truy cập vào root. Dụng sudo để tiến hành một số câu lệnh quản trị cho những chỉ sử dụng sudo để tiến hành quản trị cho những việc đặc biệt là thôi. Bây giờ chúng ta cần phải tạm nhé.